Ngày nay hầu như ai cũng biết là bộ não được chia thành hai nửa đối xứng có cấu tạo gần như tương tự nhau. Não trái điều khiển phần cơ thể bên phải và não phải điều khiển phần còn lại. Có một điều khó lý giải ở đây là tại sao lại cần phải chia đôi? Do đâu mà quá trình tiến hóa lại chọn lọc điều có vẻ như là dư thừa và lãng phí như thế? Mọi sự bắt đầu từ công trình nghiên cứu đã đem lại cho tiến sĩ Roger Sperry giải Nobel y học năm 1981. Trước đó người ta chưa biết gì về não trái và não phải. Ở một người bình thường, hai cầu não tách biệt và được kết nối với nhau thông qua một mũi sợi thần kinh gọi là thể chai. Tuy nhiên thì một số bệnh nhân bị động kinh nặng phải thực hiện phẫu thuật cắt đứt cái cầu nối này nhằm ngăn chặn sự lây lan của cơn động kinh. Những người này được gọi là não bị chia cắt. Hai bán cầu não của họ bị cắt đứt liên lạc với nhau. Sau khi não bị chia cắt, các bệnh nhân có biểu hiện hoàn toàn bình thường và không gặp trở ngại gì trong sinh hoạt. Thế nhưng khi tìm hiểu kỹ, có một số người thỉnh thoảng xuất hiện vài biểu hiện lạ. Đầu tiên phải kể đến hội chứng tay người ngoài. Khi đó thì một tay sẽ không hành động theo ý muốn của bệnh nhân. Cứ như thể là có ai đó khác đang điều khiển họ vậy. Chẳng hạn buổi sáng người bệnh quyết định chọn một bộ quần áo, nhưng khi tay phải đưa ra để lấy thì tay trái đột nhiên cũng giơ lên chọn một bộ khác hẳn. Trường hợp khác, tay phải định đưa ra ôm vợ thì tay trái lại bất ngờ tặng cho cô ta một cái bạt tai. Điều đáng chú ý ở đây là người bệnh chỉ cảm nhận được chủ ý của một bên bán cầu mà thôi. Tức là hoàn toàn không có ý thức được tại sao cái bán cầu bên kia lại làm như vậy. Thế thì câu hỏi đặt ra là nếu giả sử người bệnh không bị chia cắt não thì bán cầu chiếm ưu thế sẽ ép buộc bán cầu bên kia im lặng và tuân thủ hay sao? Và khi đó chúng ta sẽ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của quyết định từ bán cầu lép vế. Nói cách khác, có một con người khác bị cầm tù trong chính bạn mà bạn không hề hay biết. Nhiều thử nghiệm đã được tiến hành trên những người bị chia cắt não để tìm hiểu về điều lý thú này. Người ta sử dụng một loại kính đặc biệt để nháy hình ảnh vào một mắt, trái hoặc phải, và chỉ để mắt đó thấy. Khi đó thông tin chỉ được truyền về một bán cầu, hình ảnh ở mắt phải sẽ được truyền về bán cầu trái và ngược lại. Trong một thử nghiệm, mắt phải được xem một bông hoa, còn mắt trái thì xem hình một con thỏ. Khi được hỏi, người bệnh chỉ nói là nhìn thấy bông hoa và khẳng định là không nhìn thấy con thỏ nào cả. Tuy nhiên, khi người bệnh được yêu cầu là dùng tay để chọn các hình ảnh liên quan, thì tay phải chọn bông hoa, còn tay trái lạ thay lại chỉ vào hình con thỏ. Như vậy có nghĩa là não phải hoàn toàn nhìn thấy con thỏ, nhưng nó lại không nói ra được. Điều này có thể lý giải là trung tâm điều khiển việc nói thuộc quyền kiểm soát của não trái. Những thí nghiệm như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần khác và cho kết quả tương tự. Chẳng hạn, khi được hỏi về nghề nghiệp tương lai, não trái muốn là nhà thiết kế, còn não phải lại muốn trở thành một tay đua xe máy. Cứ như là có hai tâm trí cùng tồn tại trong một cái đầu vậy. Vậy thì làm sao ở người bình thường như chúng ta lại suy nghĩ và hành động như chỉ có một tâm trí thống nhất như vậy? Sao hai tâm trí không đấu đá nhau? Chúng thỏa hiệp với nhau như thế nào? Đây luôn là câu hỏi dằn vặt Michael. Một lần, ông cho mắt phải của người bệnh xem cái chân gà, còn mắt trái xem một khung cảnh đầy tuyết. Trên bàn là một xấp hình ảnh, trong đó có hình con gà và hình cái sẻng. Dĩ nhiên là con gà đi với cái chân gà, còn cái sẻng thì để xúc tuyết. Người bệnh chọn đúng, không hề đắn đo. Tuy nhiên, bởi vì mắt phải chỉ nhìn thấy cái chân gà mà không nhìn thấy tuyết, nên nó sẽ không hiểu vì sao cái tay kia lại chọn sẻng. Michael bèn hỏi bệnh nhân là vì sao lại chọn cái sẻng, và câu trả lời của bệnh nhân đã làm ông sửng sốt. Thay vì thú nhận là không biết, bệnh nhân trả lời, chuyện dễ hiểu thôi mà, cái sẻng là để dọn chuồng gà. Ồ, thì ra là vậy. Não trái luôn bịa ra những câu chuyện để hợp lý hóa sự việc. Do xu hướng điền vào chỗ trống này mà Michael đã gọi não trái là kẻ lý giải. Khả năng lý giải này là rất cần thiết vì nó tạo cảm giác tôi đang làm chủ. Tuy nhiên, nó cũng là nguồn cơn của khả năng ngụy biện và tự lừa dối vô biên của con người. Và từ đó, Sperry, Michael và các cộng sự đã đi đến một số kết luận như sau. Các chức năng của não không nằm cân xứng giữa hai bán cầu. Chẳng hạn, việc điều khiển giọng nói thông thường nằm ở bên trái. Não trái và não phải có thể phân tích thông tin và đưa ra các quyết định riêng một cách độc lập. Có vẻ như ý thức nằm ở một bán cầu. Khi bị chia cắt, nó không biết đến quyết định của bên kia. Cái bán cầu có ý thức đó có xu hướng lý giải lại tất cả các điểm xung đột để mọi thứ trở nên hợp lý và có vẻ nhất quán hơn. Các kết quả nghiên cứu thú vị về bệnh nhân chia cắt não đã gây ra được tiếng vang lớn và tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Nhiều giả thuyết và mô hình đã được xây dựng để giải thích và phát triển các ý tưởng này. Cùng với đó là hàng loạt các sách kinh doanh, sách kỹ năng và các bài báo ra đời. Trong đó, các tác giả dùng những chứng cứ khoa học đột phá về não trái và não phải để hấp dẫn số đông công chúng.
Kết quả là đã hình thành một số khái niệm phổ biến có thể tóm tắt như sau. Não trái và não phải có đặc tính riêng. Não trái thiên về logic, phân tích, có xu hướng chú tâm đến các chi tiết. Còn não phải thiên về sáng tạo, tưởng tượng và cái nhìn tổng thể. Mỗi người thì đều có một nửa bán cầu chiếm ưu thế, mà các bài tập có thể kiểm tra xem mình là người não trái hay là người não phải. Khi đã biết được mình thuộc loại nào rồi, thì có thể dùng các bài tập này để phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu. Và đặc biệt là các bài tập để phát huy tiềm năng não phải. Những suy luận như thế này đã đẩy mọi thứ đi quá xa khỏi những phát hiện khoa học ban đầu. Các công nghệ chụp não hiện đại ngày nay cho thấy hầu như mọi hoạt động, dù là phân tích hay tưởng tượng, thì cả hai bán cầu đều hoạt động ở mức tương đương nhau. Đúng là cũng có sự chuyên biệt hóa một số chức năng cụ thể, như ngôn ngữ thường nằm ở bán cầu trái, còn nhận diện thì ở bên phải. Nhưng để hoàn thành một nhiệm vụ gì đó, chúng ta đều phải huy động và phối hợp cả hai bán cầu. Ví dụ khi nói, não trái thì lo phần từ vựng và ngữ pháp, còn não phải chịu trách nhiệm về ngữ điệu. Sự phân công lao động này giúp não hoạt động hiệu quả hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là một bán cầu quan trọng hơn hay nổi trội hơn. Dĩ nhiên là việc trắc nghiệm và chia mọi người thành hai loại tính cách logic và sáng tạo chả có vấn đề gì cả. Nó cũng giống như các bài kiểm tra IQ, EQ hay các bài trắc nghiệm tâm lý khác mà thôi. Chỉ có điều là đừng gắn nó với chuyện não trái, não phải hay các cơ sở khoa học thần kinh khác khi mà chưa có đủ bằng chứng. Người giỏi lý luận hay sáng tạo thì đều sử dụng cả hai bán cầu như nhau. Bây giờ hãy quay trở lại câu hỏi ban đầu. Tại sao lại cần tới hai bán cầu? Dù có chuyên biệt hóa, nhưng phần lớn chức năng giữa hai bán cầu vẫn còn trùng lập. Thật ra thì cũng chả riêng gì não, rất nhiều bộ phận trên cơ thể con người gồm một cặp như tai, mắt, tay, chân, lỗ mũi, lá phổi, thận. Sao bạn không hỏi vì sao những thứ đó lại có hai? Chắc không chỉ là để dự phòng, mà việc có một cặp giúp chúng ta sinh tồn dễ hơn. Vì cơ thể chia hai như vậy, nên có lẽ việc có hai bán cầu não, mỗi bên điều khiển một nửa cơ thể thì sẽ hiệu quả hơn. Và điều cuối cùng, nếu túng quẫn quá thì bạn có thể bán bớt một quả thận, chứ đừng bán bớt một bán cầu não, bởi lẽ bạn sẽ rất là đau đầu khi phải chọn xem bên nào là không thuận để bán đi. Nếu các bạn thích nội dung lần này thì đừng quên like, share, subscribe cho kênh của chúng mình và nhấn chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nhất nào nhé. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.